Mến chào các bạn, hôm ngày cuối tuần tôi có đi chợ và mua rau muống về ăn với bún riêu. Thì giá của họ hiện giờ bán ở chợ là 4,98 đồng một pound vào mùa đông. Và tôi để ý vào khoảng mùa hè thì giá còn giảm xuống từ 2,99 đồng đến 3,99 đồng một pound. Còn nếu như mùa đông thì họ bán với giá là 4,99 đồng một pound. Tôi không biết rõ cái rau muống này từ đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng rau muống này được trồng ở Florida khi nó còn ấm hơn so với những miền Bắc khác. Thì không phải những chợ nào cũng có bán rau muống, thì phải tìm những chợ Á Đông, và không phải chợ Á Đông nào cũng bán, cho nên phải đi tìm vòng vòng rồi mới biết là họ thường bán ở nơi nào. Thì giá rau muống vào mùa đông họ bán với giá là 4,99 đồng một pound, thì rất là đắt so với những loại rau xanh khác. Thì lâu lâu ăn cũng thấy ngon nhưng mà hơi đắt mà thôi. Thì các bạn biết như tiểu bang Georgia họ cấm không được trồng rau muống, là vì rau muống họ thấy phát triển nhanh và mạnh, họ nghĩ rằng nó sẽ phá hủy cái đường cống của họ, cho nên họ cấm không được trồng rau muống. Tuy nhiên đã gặp nhiều sự phản kháng của người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam. Họ cho rằng rau muống là một trong những món ăn ngon, cho nên phải để cho họ được trồng rau muống tự do. Cái quyết định mà cấm thì đang cứu xét lại, cho nên có để cho người dân được trồng rau muống tự do hay là không. Tuy nhiên nếu như những chợ nào mà ở tiểu bang Georgia mà muốn bán rau muống là cần phải xin phép trước để được bán, nếu không là sẽ bị phạt. Thì hiện giờ như từ nơi tôi ở thì giá nó là 4,99 đồng, mua về ăn cũng ngon. Ngoài cái ăn với bún riêu, tôi cũng hay luộc và bỏ cà, lấy nước bỏ cà và ăn giống như còn ở bên Việt Nam, ăn cũng rất là ngon. Xin chia sẻ, chúc các bạn một ngày ăn lành, mến chào.